Tập 90. Ta có thể triệu hoán vô địch. Đi rồi, vậy thì chúng ta cùng bàn bạc. Đi rồi, phía bên kia đã tiến hành đàm phán rồi. Hiện giờ thì trong căn cứ của nước Hắc chỉ còn lại mình Bách Hoa Chan thôi. À, vậy Bồ Nùi à, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Bồ Nùi à, đội nó lên đầu tụi này bố sẽ là người sai chưa nhớ. À, Bồ Nùi à, đừng có do dự nữa mà, mau đội lên đầu đi. Còn đeo tất đèn, đưa bố một chiếc tất lưới. Bọn họ sẽ không nhận ra bố là ai sâu. Ui chào, đừng chú ý tới tiêu tiết như vậy chứ. Dù sao thì con mới là nhân vật chính của bộ truyện tranh này mà. Chờ một chút nữa, vô thế nào, thì con cũng phải cẩn thận. Trọng không có gì là quan trọng hơn con cả. Ây, yên tâm đi, con tự có chừng mực. Người sống tháp còn. Chúc mừng ghi chủ đã chọn tháp thành công. Đã được 35%, thuộc tính thêm một điều thời gian duy trì 15 phút. 15 phút là đủ rồi. Vậy con đi nhé, bố nội. Chờ chút nữa thì nếu như còn triệu hoán bố, thì bố cứ giúp toàn lực mà tấn công là được. Hôm nay, con muốn căn cứ này không còn sinh vật nào sống cả. Chị Nhi à, chú ý an toàn. Trong khu nghiên cứu. Ôi, vậy trưởng, là sao lại là nhà vi sinh nữ nữa chứ? Toàn trí tổ năng, vậy làm việc đi. Vị trí hiện giờ nhà vệ sinh nữ ở tầng 2 của căn cứ. Vị trí mục tiêu, phòng nghiên cứu tầng 4 căn cứ. Đối diện với phòng nghiên cứu chính là phòng làm việc của Bách Cung Trành đi nhé. Wow, con phải cẩn thận vào đấy. Cái đám ngốc nghếch hoa hạ. Chờ bố họ và chúng ta cùng nhau điều tra. Quả trứng này đã được chúng ta ấp nở từ lâu rồi. Chẳng phải vậy sao? Buổi sáng sư trưởng Bát thông báo là muốn ấp nợ quả trứng trớ trong thời gian ngắn nhất. Nói đến cái này thì đã xử lý mới gọi là xui xẻo. Ừ, đúng là xui xẻo thiệt. Hả? Cậu này vào đây từ lúc nào? Chúc mừng cái chủ đã giết chết được level 32, đã được 9.600 kinh nghiệm, 6.400 thần lực. Chúc mừng cái chủ đã giết chết level 23, đã được 10.500 kinh nghiệm, 7.000 điểm thần lực. À trời, thật là gãi quá, không không chết được lực rồi. Thôi bỏ đi, dù sao số muộn gì cũng phải chết. Để tôi xem thử vị trí cụ thể của quả trứng đó nằm ở đâu nào. 3 phút sau khi bọn họ sẽ gửi liên lạc định vị, đơn nghị tăng nhanh tốc độ. 3 phút là đủ rồi. Nếu như không phải tiết kiệm điểm để dùng cánh cửa thần kỳ thì cũng không cần phải tốn sức như vậy. Xem ra đến đây chỉ có thể bất chấp sông bờ thôi. Phía trước lại có một trận pháp phòng ngự cấp tông sư đang vận hành. Cường giả cấp đế thì thông thường đều phải tốn thời gian để phá giải. Cậu xông thẳng qua đó chẳng phải là uống công hay sao? Trọn pháp phòng ngự tấn cấp tông sư. Đi rồi, xem cánh cửa thần kỳ của tôi đây. Chỉ còn động tác của mình nhanh thì sẽ không ai có thể phát hiện ra mình cả. Đừng lại, không được chạy. Mở quả trứng thôi mà, không đến nỗi phải rượt như vậy chứ. Vài chuẩn đại lý hả? Chết tiệt, màu dao quá trứng ra đi. Ủi, thôi rồi. Chết. Hả? Đây là ông bảo tôi giao ra đây nha. Bật lại đó ra cho tôi. Ủi, không có liên quan gì tới tôi cả. Ui, đừng có đuổi theo nữa, mấy người không thấy mà đi sao chứ? Hôm nay tôi phải muốn cho cậu bị bồi tán theo quả trứng đố. Cánh cửa thần kỳ. Hả? Vãi cửa của tôi. Ai bồi tán theo ai thì vẫn chưa chắc đâu. Đàn tàu chống nước hắt kìa, ông mày ở đây này, đến đây đi.
Dù thế nào đi chăng nữa thì hôm nay người nhất định phải chết. Giết bất lý cậu ta. Người đâu? Hồ giá. Chuyện gì thế này? Sao cơ thở lại không cứu động được? Không ngờ lại đơn giản tới như vậy. Vở kịch này nên kết thúc rồi. Đi là Cố Phương kia mô giáp chất lượng tuyệt hảo đấy nha. Chưa đến nơi rồi mà còn dám ăn nói ngông cuồng. Ông đã nói bẩn thân mình sao? Tên nhóc ngông cuồng, nhân một chiêu của tụi đi. Không nhìn ra đấy, nước hát mấy người lại tự giết người mình mà lại không hờ run tay chút nào. Bớt nói nhảm đi, mọi người mau tấn công giáp lá cờ của ta. Ngẩng đầu nhìn lên đi. Bố ơi. Trên đến đời rồi mà còn gọi bố thì cũng không có tác dụng gì đâu. Chịu chết đi. Con nói của tụi mà người là người mà cái lửa tốt đi như cậu có thể đồng vào sao? Gì? Chuyện này sao có thể chứ? Hết ngồi để giếng. Giết cậu, chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Cảm ơn bố nội. Chứ chuyện nhỏ này không đáng gì cả. Nơi này giao lại cho con đây. Chắc là bố cũng phải trở về rồi. Ngày qua bố nội, lần sau con sẽ cố gắng để cho bố ra ngoài lâu hơn một chút nữa. Lần này bố tôi thua rồi, cậu có thể ra đi được rồi. Ra đi? Theo nghĩa nào đó thì quả thật là có thể ra đi được rồi. Nhưng mà các người mày phải. Hả? Cậu cũng có ý gì? Nhiệt nhì, rời khỏi này đó. Chẳng lẽ mấy người không sợ làm giấy lên nội chiến với loài người sao? Nội chiến? Khi mấy người đồ sát người dân Hoa Hạ thì chưa từng nghĩ tới cái chuyện này hay sao? Hiện giờ mối thù của bọn họ là do Bạch Dịch tội báo giúp họ. Đi rồi, Hoa Hạ mấy người đi được rồi. Vĩnh biệt. Anh Kim, mấy người làm sao vậy? Không phải là bị ăn gì đau bụng rồi đây chứ? Họ Võ kìa, mấy người có biết mấy người đang làm cái gì hay không? Anh Võ, dù gì chúng tôi cũng làm sai trước, nhưng mà chuyện gì cũng đều phải có thương lượng được. Mấy người nhân vô tội, nhân cơ hội này tách bộ tôi ra, sau đó thì định lén, có phải là có thể hiểu rằng mấy người muốn khai chiến hay không? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu được mấy người đang nói cái gì cả. Chả nhẽ quý quốc đã xảy ra biến cố gì rồi sao? Anh Võ, nước tôi bị tập kích, nghị viên Bác thì trấn thủ trong nước giờ là đã tử vong rồi. Mời anh Võ đến bọn tôi rời đi. Nếu đã như vậy thì chắc chắn bọn tôi sẽ không làm khó khăn. Nhưng mà chuyện nào thì ra chuyện nấy. Chuyện ở biên giới thì có phải là mấy người nên cho chúng tôi một lời giải thích thì không? Đối diện với bốn cường giả cấp đế của Hoa Hạ, nếu như không cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng thì bọn họ sẽ không để chúng ta rời đi. Trên tôi rất lấy làm tiếc chuyện của quý quốc đã gặp phải. Chuyện này có thể là do tổ chức ngầm trong nước của chúng tôi gây ra. Bọn tôi nhất định sẽ điều tra rõ trận tướng. Trong vòng 3 ngày sẽ cho các anh một câu trả lời công khai. Hơn nữa, do sự tất tránh của chúng tôi cũng sẽ tiến hành bồi thường cho quý quốc. Không biết như vậy có được không? Vậy sao? Nói tới mấy người vừa mới mất đi một người được coi là cường giả cấp đế, cứ như vậy đi. Trời ạ, nước hát lại làm ra cái lỗi chuyện như thế này ư? Đúng là đáng ghét mà. Sau khi con lớn lên, con cũng muốn làm một đại anh hùng như là ông Tần. Dịch nhì, lần này mấy mà nhờ có con, nếu như không thì sẽ gây ra một tổn thất không gì sánh được cho Hóa Hạ chúng ta. Thật ra thì mọi người không cần phải trách sáo với con như vậy đâu. Đây là điều con nên làm mà. Việc gì à?
Con chắc chắn là công lao lần này vẫn còn ghi tên của một mình bố đi chứ? Đây là cơ hội để cho danh tiếng của con đạt tới một tầm cao mới trước này chưa từng có thành phố Thiên Phụ, thậm chí là cả nước đấy. Con chỉ là một người qua đường, với một người qua đường, là một người qua đường, là chuyện hạnh phúc nhất. Được rồi, đến giờ rồi, con cũng nên trở về học thôi. Nhóc còn thối. Tập 94.